Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả đến với channel TD Media. Kính thưa quý vị, cũng cập nhật thông tin mới vừa qua ba Pha Bắc, Johnny Đặng và Phương Phạm. Thì Tiến Dũng nghĩ rằng trong quý vị đây cũng nhiều người quan tâm rất là nhiều về sự kiện này. Thực sự đó là một cuộc tháo chạy sát thủ hay là đó là một diễn cảnh của một phi vụ đã hoàn thành? Thì sáng ngày hôm nay, ngày 9 tháng 12, thì Tiến Dũng cũng có đọc được một cái bài báo, người ta cũng nói nhiều về chuyện này. Thì bây giờ thì Tiến Dũng muốn chia sẻ cùng quý vị nha. Dạ vâng, thì đây là cái một cái trang mà viết về cái cuộc trống chạy hay là những gì sau đó nữa. Thì bây giờ Tiến Dũng xin đọc bài báo này trước, là rồi bằng chứng drama Pha Bất gạch mặt Johnny Đặng chỉ là diễn xuất, giọng tỷ phú Kim Cương còn vang lên ở vlog đi trốn ở Alaska. Vâng, kính thưa quý vị, thì trong này thì người ta cũng có ri là rất là cụ thể. Bây giờ mọi người cùng xem nha. Cách đây không lâu, YouTuber Pha Bắc đã tung lên clip nói về tình trạng hiện tại của bản thân sau loạt status là lẫn thông báo đang bị phía Johnny Đặng đe dọa tính mạng. Theo đó, Pha Bắc sợ hãi tới mức và phải chui vào một khu rừng ở New York để trấn an cư dân mạng. Pha Bắc giải thích thì anh không dám quay ở những địa điểm nổi tiếng vì sợ sẽ bị truy ra nguồn gốc. Sau đó thì Pha Bắc đã trốn chạy tới Alaska, nơi được cho là lạnh giá nhất nước Mỹ, vì theo Pha Bắc, những người Mỹ da màu không chịu được lạnh, nên anh đã đến đây để kể như là sẽ an toàn đó mà. Dạ vâng, thì cái câu chuyện này có lẽ cũng giống như cái chương trình ngày hôm qua mà Tiến Dũng cái ghi nhận riêng của mình đó, khi nói về sát thủ đó, thì mình thấy rằng cái điều đó nó hơi gọi là ngu ngơ, khi mà để cái đặt vấn đề là những sát thủ mà họ không dám đến đó. Dạ vâng, những người da màu không chịu được lạnh nên anh tới đây sẽ an toàn hơn. Điều đáng nói là cộng đồng mạng vừa phát hiện ra là giọng vlog Pha Bắc có cả giọng anh Johnny Đặng. Chuyện gì vậy? Dạ vâng, thì kèm theo đó là người ta cũng đăng hình của hai anh chàng này, và cũng vậy cũng đăng lên một cái đoạn mà cộng đồng mạng cho là giọng của anh Johnny Đặng, nói là con cá rô biển đó, là tại vì nguyên đoàn mà đi vô trong cái chợ đó. Dạ, thì theo đó thì dân mạng đã truyền tay nhau đoạn clip 10 giây được trích từ vlog đi Alaska mới nhất của Pha Bắc. Trong đó có giọng một người đàn ông khác vang lên cá rô biển trong clip. Nhiều netizen nhanh chóng cho rằng đó là giọng của Johnny Đặng và Pha Bắc đang gian dối, cố tình làm màu thao túng cho việc kinh doanh chung của anh và Johnny Đặng. Thưa quý vị, dưới thì cũng có kèm theo những cái hình này thì đó là cái người ta capture lại từ cái đoạn phim video clip mà Pha Bắc đi đến Alaska đó, thưa quý vị. Thì nếu quý vị mà đã xem qua thì quý vị cũng biết cái hình ảnh này nó ở đoạn nào. Tuy nhiên, vài netizen khác thì cho rằng việc Johnny Đặng xuất hiện ở trong clip là gần như bất khả thi. Theo đó, xác nhận từ chính Pha Bắc nhờ test của gói thịt bò, clip này được ghi hình từ ngày 17 tháng 11, sau thời gian Pha Bắc và Johnny Đặng gạch mặt và gây ồn ào trên mạng xã hội. Vì xuất hiện của tỷ phú Kim Cương gần như khó xảy ra, một số khác thì cho rằng giọng của người đàn ông kia là nhân viên của công ty Vương Phạm, không phải là của Johnny Đặng. Và dưới thì Tiến Dũng cũng nhìn thấy là người ta cũng capture lại cái gói thịt bò, và trong đây thì là cái số cái ngày nữa quý vị, tháng 11, ngày 17 là 21 á. Dạ, thì như vậy thì nó không có trùng hợp với cái ngày mà Khoa đi lên Alaska. Bởi vì Khoa đi lên Alaska như cách đây khoảng 3 ngày mà thôi, như vậy thì nó phải nằm ở trong tháng 12 chứ không phải là nằm ở trong tháng 11, kính thưa quý vị. Thì bên dưới cái bài báo này người ta cũng nói là về phần mình, bạn có nghĩ đó là giọng của Johnny Đặng hay không? Dạ vâng, thì đó là một cái bài viết thứ nhất. Bây giờ Tiến Dũng sẽ cùng đọc với quý vị nghe cái bài báo thứ hai, mà khi người ta xem qua cái video
mà Khoa cùng anh Vương Phạm đi qua Alaska đó. Dạ vâng, thì bây giờ đây là bài báo thứ hai. Khoa Bắc thuê trực thăng đốt tiền ở Alaska để lộ mốc thời gian gây chú ý. Dạ vâng, bây giờ cũng zoom lại ha, để mình coi về nội dung cho nó dễ hơn nè. Trong vlog mới nhất thì Khoa Bắc đã review cuộc sống sang chảnh ở Alaska khi anh và anh Vượng ghé qua và trú ẩn. Theo Khoa Bắc, đây là tiểu bang bí ẩn, không chỉ đối với người Việt Nam mà ngay cả người Việt ở tại Mỹ. Nam vlogger bất ngờ trước những khu chợ, quán ăn ở Alaska có nhiều thực phẩm đa dạng, thậm chí có cả những đặc sản ở quê hương như rau muống, trứng vịt lộn, nước mắm hay bột ngọt. Mặc dù đang đi ẩn, chạy trốn khỏi sát thủ là để trong mặt kép, kính thưa quý vị. Nhưng Khoa Bớt vẫn biết cách đốt tiền khi không ngại chi hầu bao để mua cua hoàng đế. Alaska là quê hương của loại cua này, nhưng giá cua tại đây không hề rẻ, 3,4 triệu trên 1 kg. Dạ vâng. Bài báo này thì viết theo cái dạng của báo Việt Nam. Dưới thì cũng kèm theo là cái hình ảnh Khoa Bắc cùng Vương Phạm đang trú ẩn ở Alaska. Đấy. Và cũng vậy, ngày cái đoạn này là hôm qua khi mà Tiến Dũng làm livestream thì Tiến Dũng có chiếu lên clip này cho quý vị nhìn thấy đó. Kèm theo là bức ảnh là cả hai trải nghiệm cuộc sống phủ băng tuyết. Tiếp đó thì anh cùng Vương Phạm chi hơn 2.500 đô la, khoảng 60 triệu Việt Nam đó, 20 triệu mua giày để thuê trực thăng lên núi ngắm băng trôi. Xuyên suốt clip, các fan đều phải xích xoa với cuộc sống trong mơ của hai đại gia tại Alaska. Kèm theo bên dưới là cái hình mà Khoa chụp trước trực thăng và sau đó là họ đi vào bên trong trực thăng. Đáng chú ý trong clip này là Khoa Bắc cũng để lộ thêm một mốc thời gian đáng chú ý trong túi thực phẩm mua tại siêu thị. Thời gian ngày giờ ghi rõ là ngày 20 tháng 11. Như vậy, dân mạng thêm một lần nữa khẳng định thời gian thực sự mà Khoa Bắc ở Alaska là vào giữa tháng 11 vừa qua. Được biết trong clip trước, nam vlogger cũng bật đèn gợi ý này cho các fan. Có nghĩa là theo như bài báo viết là người ta không có tin rằng cái hình ảnh này là quay vào tháng 12 mà đó là quay vào tháng 11, kính thưa quý vị. Trước đó Khoa Bớt cũng nhấn mạnh rằng mình sẽ tiếp tục và phải chuyển chỗ ở để chạy trốn sát thủ sau sa đất này. Nam YouTuber cho biết mình sẽ không nói thêm bất kỳ điều gì về vấn đề mâu thuẫn này nữa mà quyết giữ im lặng như trước đây. Dạ vâng, là đó là hai cái bài báo họ viết. Tiến Dũng muốn chia sẻ cùng quý vị thì không biết quý vị khi xem qua thì quý vị cảm nhận như thế nào. Cái chuyện mà trốn chạy khỏi sát thủ đó, từ khi mà anh ta cái hình ảnh mà đứng ở bìa rừng rồi sau đó qua Alaska, rồi như cũng phân tích trong cái clip ngày hôm qua đó, thì mình thấy nó quá phải là hài hước, đúng không quý vị? Nó đi trong sát thủ mà nhan nhản thì cũng giống như anh trở lại cái vai trò của anh hồi trước rồi. Thì không biết là anh làm này thì điều này để làm gì, có phải chăng đó là muốn trốn chạy cái gọi là cái trách nhiệm của mình, khi mà chính anh là người promote cho cái sản phẩm đồng Bitcoin, đồng DBG của anh Trên Đi Lặng hay không. Nó liên quan rất nhiều, nó ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là đối với người đã mua cái đồng DBG thời đó. Chuyện anh đi là đã xong rồi, nhưng mà cái hậu còn lại đó là những người mà lỡ mua, những người thấy anh mua như thế rồi nhào vô, và nếu như mà mua ít thì không gì, mà nếu mà họ dùng cái đó là để cái cơ hội để mà đầu tư đó, thì bây giờ là ôm trái đắng. Mà như ngày hôm qua cũng nói là chỉ gió đưa thì cái cải về trời, mà rau răm ở lại chịu là đắng cay. Dạ vâng, đến sáng hôm nay cũng vậy. Thì buổi sáng này thì Tiến Dũng cũng thấy cái phần livestream của bà Nguyễn Phương Hằng,
cũng có nói chút xíu về ba anh chàng Pha Phất, Trần Đại Đặng và Phương Phạm. Tuy nhiên là cũng vậy, bà nói là bà đã chờ 3 ngày rồi nhưng mà cũng không có tin tức gì. Và bà nói rằng trong thời gian tới chắc chắn là bà sẽ quay lại cái sự kiện này, sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn. Bà nói nếu như bà ở bên Mỹ này thì chắc chắn cái chuyện của ba cái chàng này thì không thể nào im lặng được. Vậy kính thưa quý vị, thì một chút xíu nữa đây thì tiến dụng cũng sẽ đi đến anh Quang. Anh Quang thì chuyên về chơi stock, cũng như là rất là thông thạo về vấn đề Bitcoin. Tiến dụng cũng sẽ đến đó, sẽ phỏng vấn anh, cũng như là chủ yếu là để tìm hiểu về cái sự điều hành cái đồng tiền, làm sao mà nó có những cái đoạn là nó thấp và nó cao, hay là lúc nào mà người ta bán ra và tại sao phải làm như vậy. Thì hy vọng rằng một chút xíu nữa, sau khi Tiến Dũng gặp anh Quang thì Tiến Dũng sẽ có những cái bài nói chuyện và rất là bổ ích cho những người mà chưa có hiểu biết về nhiều về cái gọi là cái đồng tiền ảo, thưa quý vị. Và bây giờ thì trước khi chia tay thì Tiến Dũng xin mượn một cái clip mà cách đây khoảng 4 ngày thì bà Nguyễn Phương Hằng đã gọi tên từng người của bộ ba này. Đối với bà thì điều đó, những cái gì mà họ đang làm thì không có thuyết phục đối với bà. Và bây giờ thì Tiến Dũng kính mời quý vị cùng theo dõi, và Tiến Dũng sẽ dừng lại ở đây và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Tôi nói với vị nghe, tất cả những cái câu chuyện mà nó diễn ra, tôi nghe kỹ lại tôi thấy nó không có logic. Bởi vì một con người đã từng biết đi kiếm tiền thì không đơn giản như vậy đâu. Một bên nói một cái bên đưa liền, và cái người đi nói á cũng không có liêm sĩ, mà người đi đưa á nó cũng không có hợp lý. Cho nên chúng ta không kết luận ai đúng ai sai, mà chúng ta coi lại cái túi tiền của chúng ta có bị bay theo vụ đó không. Đó là cái vấn nạn và là vấn đề mà chúng ta phải hiểu rằng có những loại rất cáo già. Mà quý vị nên nhớ rằng khi họ đã thành công thì cái đầu của họ đá xanh không. Không đơn giản mà họ đưa đơn giản, mà không đơn giản mà một người đi đề nghị người ta đơn giản. Đó là một cái, nếu như thật sự họ muốn bài trò thì cái trò này chưa đạt. Đối với những người thiếu hiểu biết thì chúng ta sẽ hỗ trợ em Khoa, đó là vì cái lượng fan theo Khoa rất đông. Đó cũng là một trong những cái đánh vào đòn tâm lý của chúng ta. Còn nếu chúng ta phân tích ra mà một người từng trải như Khoa thì không đơn giản mà bỏ hẳn ra một số tiền đi mua, rồi khi nó đỉnh điểm từ 100 ngàn mà lên tới 1 triệu rưỡi đô la thì không có lý do gì một lời nói mà mình đi chuyển cho người khác. Nha quý vị, cho nên tôi nói vì là chúng ta phải hết sức là tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề. Thậm chí lên tới 500 ngàn cũng không chuyển qua, mặc với một cái lời hứa là chuyển qua đi xong anh chuyển lại. Không có logic tí nào. Đúng không quý vị? Không có logic tí nào. Không có lý do gì mà anh chuyển qua đi rồi anh sẽ chuyển lại. Không bao giờ. Và khi chúng ta bỏ tiền đi đầu tư thì không bao giờ chúng ta đi mua qua những cái hoa hồng như vậy. Một người như Khoa, tôi không nói, tôi kết luận, nhưng tôi nói ở đây để chúng ta nghiệm lại. Đừng có vì hâm mộ mà đôi khi chúng ta bị lôi kéo. Và tất cả những người đang bỏ tiền vào đó, họ không biết rằng là họ đang bị đẩy đi quá xa. Mất tiền nhưng không nói được, là bởi vì những cái trò này họ tạo ra. Bitcoin là một cái trò lừa đảo, tán gia bại sản biết bao nhiêu người rồi quý vị biết không? Cả chứng khoán nữa. Tôi đã biết tới chứng khoán từ khi tôi có 24 tuổi thôi. Nha quý vị, cho nên tôi nói trong cuộc sống này có quá nhiều trò để lừa đảo, có quá nhiều trò để mà họ diễn với nhau. Cái cuối cùng lại là tiền của chúng ta đi đâu về đâu, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Đúng không? Nghe ra chúng ta phải độ được cái người nói và cái người làm, nó không có logic tí nào. Đúng không quý vị? Không thể nào đơn giản như vậy được. Cho nên tôi nói cái cuối cùng á, chỉ có người trong cuộc mới biết người trong kẹt, và tất cả những người tham gia vào Bitcoin sẽ hiểu hơn ai hết. Đây là một cái trò mất tiền rất nhanh và kiếm tiền rất nhanh, nhưng khi chúng ta kiếm được rồi chúng ta không bao giờ dừng lại, là bởi vì
giống như một cái game chơi bài á, đã lao rồi là không bao giờ dừng, giống như đi đánh bài á, đã đam mê rồi trừ khi hết tiền mới nghỉ, chứ còn tiền là không bao giờ nghỉ. Cho nên khi nghe câu chuyện á, chúng ta sẽ phân tích, chúng ta sẽ phân tích một người đưa tiền và một người đề nghị đưa tiền nó không có hợp lý tí nào, không đơn giản mà ông Đặng hả? Johnny Đặng ông đến ông đề nghị là chuyển qua cho anh rồi anh chuyển lại, và cũng không lý do gì mà Khoa nghe một câu nói đó chuyển qua xong rồi bị mất. Nó vô lý, nó vô lý vô cùng. Đây là cái gì? Đây là, nếu như cho tôi nói thật lòng, đây là một trò ma mị, và nó sẽ xuống tận đáy để cho tất cả những người chơi tiền ảo mất hết. Tin tôi đi, tôi đã trải nghiệm quá nhiều trong cuộc đời này rồi, tôi không muốn khoe khoang, nhưng mà đó là những cái kinh nghiệm của tôi. Khi nó xuống tận đáy rồi á, chúng ta mới thấy xe lòng, thì ra là đây là những cái trò mà để chúng ta mất tiền hợp pháp. Tôi nói quý vị rồi, tôi nói thật với quý vị, khi nghe chúng ta phải phân tích cái thái độ của cái ông Đặng đó, ông lên ông nói chuyện á, vừa rung vừa lúng túng tay, lúc nào cũng mò vô mấy cái hộp xoàn. Một người bình thường không bao giờ thể hiện như vậy, và kể cả Khoa diễn cũng rất là chưa có đạt đâu. Tôi nói thật lòng luôn, nếu như có Khoa ở đây, có cả mấy người đó, theo như cảm nhận của tôi, đây là một trò hợp tác. Theo như cảm nhận của tôi, riêng tôi, đây là một trò hợp tác để đẩy giá lên cao, rồi hôm nay hợp tác để đưa cái giá nó xuống dưới đáy, để cho mọi người mất tiền hợp pháp bởi vì một cái sự cố này. Tôi là một người kinh doanh chưa bao giờ biết thất bại, và tôi là một người trải nghiệm trong cuộc đời này quá nhiều rồi. Cho nên những cái tay mà đi lừa đảo đó quý vị, tại sao họ giàu? Vì đầu óc họ không tầm thường. Nếu như họ dùng cái thông minh đó để làm chuyện tử tế thì không ai tốt bằng họ, nhưng họ dùng cái thông minh đó để đi lừa đảo thiên hạ thì cũng không ai chiêu bằng họ. Cho nên khi chúng ta nghe, chúng ta phải nhìn vào. Quý vị biết không, ở nước ngoài á, nó có một cái máy đo cái độ nói dối đó, cực kỳ là hay. Khi nó cài con chip vào, nó biết được quý vị nói dối bao nhiêu phần trăm, nhất là FBI, công an, những cái tội mà nghiêm trọng á, là nó dùng cái máy đo độ chính xác về nói dối á. Chính xác luôn. Nói thật với quý vị, nếu chúng ta học qua một khóa, chúng ta có một chút kinh nghiệm, chúng ta sẽ nhìn thấy được thái độ của hai con người này hoàn toàn không thật. Tôi nói thật lòng. Cho nên đừng có vì cái fan gọi là anh YouTuber có 4 triệu view. Nếu anh có 4 triệu view và anh giàu như vậy thì anh không phải là một con nai tơ. Để cho người khác nói anh một câu, chuyển tiền qua anh rồi anh chuyển lại. Và kể cả cái người đi nói rằng chuyển tiền qua cũng vô liêm sỉ đến mức trơ trẽn vậy sao? Tiền của người ta từ 100.000 đô lên tới 1.500.000 đô, đâu có đơn giản như đang giỡn đâu, đúng không quý vị? Cho nên chúng ta phải xuyên suốt và tỉnh táo nhìn thấu hai con người này. Và nhân vật thứ ba là Vương, để hợp thức hóa cái câu chuyện này. Và giá Bitcoin sẽ xuống tận đáy thì tất cả những người chơi Bitcoin đều mất tiền. Thế là câu chuyện chốt hạ chỗ này. Tôi nói thật với quý vị, rồi quý vị sẽ xem sau cái trận này họ sẽ tổ chức bán Bitcoin tiếp và đẩy đồng tiền cao lên, rồi tất cả tập trung vô, rồi xảy ra một chuyện đồng tiền nó rớt xuống tận đáy. Tất cả những người ham muốn, tham lam, thích cờ bạc đều phá sản hết, ảo hết quý vị ơi. Tôi nói thật lòng, có ghét tôi cũng chịu. Bởi vì sao? Đã lừa đảo người Việt Nam thì là tôi không ưa. Đã giàu rồi mà còn đi lừa đảo người dân Việt Nam, lừa với nhau là không chơi được. Bây giờ câu chuyện này thật hay không thật gì, nhưng mang tính chất ma mị, lừa qua lừa lại cũng là lừa. Mà nếu lừa cả bao nhiêu người chơi Bitcoin thì là quá khốn nạn luôn, đúng không quý vị? Quá khốn nạn luôn. Đây là những thằng cáo già, tôi không ngại nói cho quý vị nghe, đây là những thằng cáo già. Tại sao nó giàu và nó ăn nói rất là láo? Là bởi vì sao? Muốn lên muốn xuống là do nó điều hành. 30 tỷ nó coi như rác là quá đúng rồi, vì nó đẩy lên được và nó giật cho sập được.
tất cả những người cờ bạc có máu chơi đều là đánh vào lòng tham hết. Cho nên khi tôi nhìn hai con người này nói chuyện và nhân vật thứ ba xuất hiện, tôi có một cái cảm nhận đây là một sự sắp xếp. Tôi nói thật với quý vị, kể cả tôi nói rằng là đầu tiên thì tôi nhìn cái ông bán hột xoàn này đã không đàng hoàng rồi, nhưng sau đó tôi nhìn lại cái thái độ của Khoa khi lên nói, và xin lỗi quý vị, ở Mỹ nó có luật đừng có đi hăm dọa bắn chết người, một phát một thôi là police nó tới nhà liền. Cho nên nó diễn rất là tồi, rất là dở luôn. Một cái câu chuyện vụn về như vậy chỉ có qua mặt được những người chưa trải nghiệm cuộc đời này, và kể cả những người cuồng vì hâm mộ. Còn người tỉnh táo nhìn lại, phân tích, nhìn thấy được, so sánh lại được, ngồi bóc tách ra được, thì đây là một vở diễn không hoàn hảo trong mắt tôi. Nếu hoàn hảo thì tôi đã không lên tiếng vì câu chuyện này không phải của tôi. Nhưng đã lừa cộng đồng mạng, lừa người Việt Nam thì không được đâu nha. Đúng không? Cáo già nó mới gặp cáo già, chứ đâu có thể nào mà. Quý vị nên nhớ là khi người ta đã giàu thì người ta không phải tầm thường. Người ta có tỷ đô, triệu đô trong tay thì người ta không phải đồ bỏ. Không phải một câu nói người ta bỏ tiền ra, không phải một câu nói. Một triệu rưỡi đô ở bên nước ngoài, một triệu rưỡi đô không nhỏ đâu nha quý vị. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng thấy người ta buôn bán kim cương mà tưởng rằng người ta tử tế. Không có đâu. Quý vị nhìn kỹ đi, giỏ nhiều hơn hộp. Người ta đeo kim cương là người ta phô cái hộp, chứ người ta không đeo cái giỏ. Ổng á, cái tiệm của ổng á, tôi nhìn thấy toàn là kiểu thời trang, gọi là trang sức chứ nó không có giá trị. Một viên kim cương 5-7 triệu đô là bình thường, nhưng tôi không thấy viên nào to hết. Chỉ cái vỏ nó to. Kể cả ổng đeo trên người, ổng toàn là vàng và kim cương tắm không. Còn những viên kim cương mà ổng đeo gọi là không bằng tôi đeo ráng nữa nha. Cho nên tôi nói thật lòng, vì tôi là người Việt Nam, tôi không muốn người Việt Nam bị lừa. Qua mặt được ai với qua mặt bà Hằng rất là khó. Bởi vì tôi đã đi ra nước ngoài, tôi tiếp xúc rất nhiều, và tất cả những tiệm kim cương lớn nước ngoài không ai không biết tôi cả. Cho nên tôi nhìn qua cái thái độ, cái sự phô trương của ổng để đánh vào cái niềm tin của người khác, đúng không? Chứ một người tử tế, một người mà buôn bán thật á, không cần đeo một viên nào đi lên công chúng, đeo tùm lum mà toàn là vỏ không, hộp nhỏ xíu, đúng không quý vị? Cho nên ở đây là gì, tôi có quyền đặt câu hỏi, đây là một vở diễn không hoàn hảo trong mắt tôi. Tất cả những người bị lừa là những người mua Bitcoin hết. Quý vị hãy chờ xem tôi nói đúng không. Vì tôi 50 tuổi rồi quý vị, tôi nhìn những cái thái độ và những con người mà nói chuyện không đàng hoàng, không lương thiện á, khó qua mặt người khác lắm. Kể cả dùng nước mắt, dùng những cái cảm xúc của mình để lấy lòng người khác á, rất là vụng về. Đúng không quý vị? Một con người đã có một cái quá trình lịch sử như vậy rồi thì không dễ dàng đâu. Tại vì đây là một cuộc mua bán chứ không phải là cho. Đúng không? Đi đến nói một câu đơn giản rồi chuyển qua anh chuyển trở lại. Trời ơi, anh có tư cách gì mà anh kêu tôi chuyển qua một cái đơn giản vậy? Và kể cả hai người, chẳng lẽ cái ông bán hột xoàn ông không có tự trọng sao? Đúng không quý vị? Còn ở đây là một con cáo già, sao đâu có chuyện mà tôi mua 100 đô, 100 ngàn đô mà lên tới 1 triệu rưỡi đô mà anh nói một câu tôi chuyển qua cho anh liền. Và dự trữ bao nhiêu Bitcoin? Mà đã dự trữ bao nhiêu Bitcoin thì tại sao phải chuyển cho anh nhiêu đây quý vị? Phải chi lần đầu tiên như tôi chơi Bitcoin đi, thì nói tôi ngu tôi không biết gì. Cái tài sản đó tôi quy chung với tài sản tôi đang có. Mà ông này đã chơi Bitcoin, buôn bán Bitcoin nhiều năm, thì tại sao đi mua của ông này 100 ngàn Bitcoin? Lại càng vô lý nữa. Có đúng không? Một người đi buôn Bitcoin có tầm cỡ thì tại sao đi mua của một người 100 ngàn Bitcoin? Một vở diễn vụng về vô cùng. Có đúng không quý vị? Càng soi ra tôi càng thấy vụng về. Càng soi ra thì tôi càng thấy đây là một cái vở diễn không hoàn hảo trong mắt tôi. Đúng không? Đâu phải chỉ có lần đầu tiên mà họ có rất nhiều Bitcoin thì không có lý do gì họ mua xong họ đẩy lên giá 1 triệu rưỡi rồi họ đưa trở lại, không bao giờ. Cứ nói thật với quý vị, quý vị hãy chờ xem, nó xuống tới tận đáy rồi họ sẽ diễn qua một vở khác.
Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng thấy họ hào quang mà tưởng họ vinh quang, đừng thấy như vậy mà tưởng họ tử tế. Không đâu, trong mắt của tôi á, tôi nói thật với quý vị, với tuổi đời 50 tuổi á, tôi nhìn cái thái độ họ sống và những gì họ làm á, tôi rất là tỉnh táo để phân tích được đây là một vở diễn không hoàn hảo, rất là cục cỡn và rất là tồi, đúng không? Nói thật lòng luôn, tôi thấy rõ ràng luôn. Chứ bây giờ mình ngồi đối chất với tôi đi, thử hai ông ba ông ra đối chất cho tôi đi, tôi sẽ chất vấn từng con người một và tôi sẽ gắn lại cho quý vị xem đây là một vở diễn không hoàn hảo, cục cỡn, thô kệch và dối trá. Tôi sẽ hỏi từng người một ra luôn, tôi nói thật với quý vị luôn. Cho nên á, tôi nói á, tôi cũng vậy, không ai lừa dễ tôi đâu, trừ khi đánh vào cái tình cảm của tôi, tình thương của tôi và cái sự thương người của tôi tự nguyện, hay là tôi nghe là bởi vì tôi động lòng. Chứ còn mà để bỏ ra kinh doanh á, thì não người nào cũng có hết á, nó nhảy như cái máy vi tính, đúng không quý vị? Cho nên là một người đã là trùm Bitcoin thì không ai lừa ai được đâu. Trời ơi, không đơn giản đâu quý vị ơi. Cho nên nhiều người nói rằng là Khoa là một người hiền lành, không hiền đâu. Đã biết chơi Bitcoin là không hiền, mà đã giàu như vậy, đã coi 30 tỷ là rác thì không phải là hiền đâu. Phát ngôn như vậy không phải là loại hiền, bởi vì kiếm tiền dễ quá, đẩy lên đẩy xuống, chỉ vài con số nhảy lưng tưng thôi là có thể là làm chủ cuộc chơi được rồi. Đó, cho nên là thôi thì tôi cũng chia sẻ với quý vị như vậy, hy vọng rằng quý vị đừng lao đầu vào Bitcoin. Vì nó đó là một cái trò siêu lừa đảo. Nha quý vị, có người nào cờ bạc mà chơi chứng khoán kể cả Bitcoin á thành công không, trừ khi bỏ cuộc thắng hoặc bại, chứ còn đeo bám là còn chết.